sao? Miếng đầu tiên Hằng thấy sao? Ngon. Món mì ý sốt bò bằm tuy đơn giản nhưng có rất nhiều kiểu chế biến. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mình làm món sốt này. Với tiêu chí là công thức đơn giản, nguyên liệu dễ tìm nhưng sốt vẫn cực kỳ ngon và nhiều hương vị. Chúng mình cùng bắt đầu làm thôi. Nguyên liệu cần thiết thì mình để ở ô description cho mọi người dễ tổng hợp. Và bao nhiêu đây sẽ làm được 3-4 phần ăn. Và trong công thức này mình dùng cả cà chua xay nhuyễn, sốt cà đậm đặc và tương cà nữa nha. Ngoài cà rốt ra thì các bạn có thể thêm ớt chuông, cần tây nữa đó. Đầu tiên là mình cần phải trần sơ cà chua để lột vỏ. Bắt một nồi nước và trong khi chờ sôi thì mình sẽ dùng dao xỉa nhẹ trên cái cà chua thành những hình chữ X như thế này. Đến khi nước sôi thì thả cà chua vào và để khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Thay vì dùng nhiều nước hơn để ngập hết cả trái thì mình rưới lên như vậy cho tiết kiệm nước. Sau đó thì vớt ra và để một bên cho nguội. Cà rốt thì cắt hạt lựu, mình sắc từng lát dày tầm 1cm trước. Cà rốt sống hơi cứng nên mọi người nhớ để mặt phẳng lên thớt rồi hẳn cắt để không bị trượt dao nha. Chia cà rốt thành khúc nhỏ giống mình xong rồi cắt cũng được nè. Mình sẽ cắt hẹp dài xong rồi lại cắt ngang. Easy hạt lựu. Mình dùng nửa củ hành tây thôi, lột vỏ, cắt phần tư rồi cắt hạt lựu. Các bạn chừa phần rễ lại thì cắt sẽ không bị tách khoanh và dễ làm việc hơn. Mình băm thêm mấy nhát để tách hành ra nè. Cái này xài tay cũng được nhưng mà thôi băm đi cho lẹ. Tiếp theo là lá ngò rí. Mình xếp cọng ngò theo một chiều rồi cuộn gọn lại xong băm nhỏ. Mình dùng ô liu đen để tách hạt, thái lát mỏng. Ai ở Trà Vinh thì siêu thị Go hoặc là Vinmart có bán nè. Rồi mình lựa những phần hơi nát ra để băm nhuyễn. Bước này thì không bắt buộc ha. Nãy giờ thì cà chua cũng nguội rồi, mọi người thấy lột bỏ dễ không? Để làm puree thì mình sẽ lột bỏ hết hạt. Khác biệt lớn nhất giữa tomato paste và tomato puree nằm ở thành phần nước. Paste sẽ có độ đặc và sệt cao hơn so với puree vì nó được nấu trên bếp trong thời gian dài và là nước bốc hơi gần hết. Đồng thời thì vị của paste cũng sẽ đậm hơn so với puree. Cắt miếng nhỏ, đem xay nhuyễn ra. Ai không có máy xay thì mình băm nhuyễn cũng ok rồi. Với bao nhiêu đây cà chua thì mình làm được khoảng 2 cup tomato puree. Ở đây mình có khoảng 250g thịt thân bò đã thái mỏng, rồi băm nhuyễn ra thành bò bằm. Món này chuẩn bị nguyên liệu đơn giản vậy thôi. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ nấu mì trước. Cho một chút muối vào nước và nấu đến khi gần sôi thì mới cho mì vô. Mình cầm mì bằng hai tay xong xoay ngược chiều nhau và thả ra thì nó sẽ bung xòe như vậy nè. Mình thấy người ta hay dùng cái nồi cao hay là cao để nấu mì á, nhưng mà nhà mình không có. Với mình thấy nấu ít nước vậy cũng được, miễn sao mì chín đều là ok rồi. Tiếp theo là luộc sơ cà rốt để giảm bớt mùi hăng của nó. Cà rốt đã cắt hạt lựu rồi thì mau chín lắm. Mình không nên luộc lâu để tránh việc bị nát khi làm sốt nha. Rồi xào hành tây cho đến khi thấy nó vàng và trong đều như thế này nè. Tiếp theo là xào thịt bò cho chín. Rồi cho hành, cà rốt lúc nãy vô, nêm tiêu với muối. Xong mình cho cà chua xay, sốt cà chua cô đặc vào. Mọi người nhớ cho thêm miếng nước vào để làm loãng sốt nữa. Cũng hơi là không đổ xuống sàn chứ không thôi chắc nghỉ quay luôn.
xong rồi nêm đường, nước tương. Rồi cho sữa với lá mùi tây khô vào. Nhớ phải khuấy đều tay liên tục đó. Cho thêm tương cà vô nữa để nó có được màu đẹp hơn. Rồi cho ô liu băm hồi nãy vào luôn. Ok, giờ mình để lửa nhỏ trong khoảng 10 phút. Bạn nào có thời gian để hầm thịt lâu hơn thì sốt sẽ ngon ngọt hơn. Mọi người nên đậy nắp trong khoảng thời gian đầu để tránh việc sốt bị mất nước. Và có thể thêm nước lụt mì vào để làm loãng sốt luôn nha. Cuối cùng thì cho ô liu thái lát và rau ngò vào. Vậy là xong phần sốt rồi, quá đơn giản. Đây là bước không bắt buộc nhưng mình thích trộn mì ở trên bếp hơn để sợi mì được thấm đều sốt. Xong trình bày ra dĩa nè. Joy and pleasure to millions of music lovers. Ai có lá húng tây tươi thì cho lên trên là bào đúng vị luôn. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình có một trợ lý đặc biệt đang đứng ở bên kia phía sau camera. Bạn ấy đã giúp mình set up được bàn ăn để mấy bạn có thể thấy được dĩa ăn như thế này. Chưa. Và sriracha lúc nãy mình không bỏ vô hẳn mà mình sẽ cho vào lúc này. Mình thấy phải có cái này nó mới ngon. Nó sẽ là final touch cho tất cả luôn đó mọi người. Ăn thôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Miss Rare mà bạn Hằng nói dài lời. Ra thì mình cũng bị ép á mọi người. Sao? Miếng đầu tiên Hằng thấy sao? Ngon. Để kể sơ lý do tại sao mà hôm nay Hằng có mặt ở đây vào một ngày đẹp trời đầu tháng 10 khi Hằng đang tung tăng như anh cầu. Thì Hằng nhận được tin là ký túc xá của trường tụi mình đã bị chưng dụng thành... Đã được chưng dụng chứ không phải đã bị. Dạ, đã được chưng dụng thành khu cách ly cho người dân từ các tỉnh khác về. Mình để bạn Hằng qua đây ở ký vài hôm. Vậy thôi, cho nên hôm nay mới có dịp để nấu ăn cho bạn Hằng đây. Bây giờ mình đến bàn ăn thử nha mọi người. Nó hơi béo béo, chua chua. Đúng vậy. Cảm giác là các cái vị các bạn nó hòa quyện lại với nhau. Rất là ngon. Mình rất là thích ăn kiểu như thế này á. Cảm giác nó rich in flavor. Hôm nay mình cảm thấy rất là vinh dự. Tại vì được là khách mời đầu tiên trong chuỗi Cooking Corner Series. Đúng rồi, của Phương Nghi. Mình hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ kênh của Phương Nghi để Phương Nghi có thêm nhiều động lực để ra nhiều video hơn nữa. Và mình sẽ có nhiều cơ hội để ăn kéo Phương Nghi nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Bây giờ tụi mình sẽ ăn tiếp nha. Mọi người đừng quên like video này và subscribe cho kênh của mình để đón thêm nhiều video mới nữa nha. Bye. Mình nó văng đó mọi người. Vậy thôi, video hôm nay của chúng mình là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chưa mà chưa nói gì mà chưa.